Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 5 thiết kế mạch tuần tự 2 của môn thực hành thiết kế vi mạch số với VSDL. Tiếp tục nội dung thứ tư, đếm có điều khiển. Bài tập 5.17 yêu cầu thiết kế mạch đếm 3 số BCD. Có button 0 làm reset. Có button 2 chọn một trong 4 tín hiệu enable 1Hz hoặc 5Hz hoặc 10Hz hoặc 20Hz. Có button 1 điều khiển mạch đếm. Nhấn lần thứ nhất thì đếm lên, nhấn lần 2 thì ngừng, nhấn lần 3 thì đếm xuống, nhấn lần thứ 4 thì ngừng, và nhấn lần thứ 5 thì giống như là lần thứ nhất. Các yêu cầu còn lại giống bài 5.16. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết hiển thị 3 số BCD, xóa vô nghĩa, chọn một trong 4 tần số và hiển thị tần số trên LED 7 đoạn. Thứ hai, biết điều khiển mạch đếm bằng một nút nhấn. Thứ ba, biết lập trình thiết kế mạch đếm theo sơ đồ khối. Thứ tư, biết quan sát, đánh giá kết quả trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước, và bây giờ sẽ đi vào bước thứ nhất, xây dựng sơ đồ khối. Theo yêu cầu của bài tập 5.17, gần giống như bài tập 5.16, cho nên có một số khối ta đã biết ở bài 5.16, bao gồm khối đếm 3 số SSUD, khối xóa số 0 vô nghĩa, khối G10 enable, khối hiển thị 4 tần số và khối đếm 2 bit để tạo ra tín hiệu select 4 tần số, điều khiển khối hiển thị 4 tần số, chọn một trong 4 tín hiệu enable gắn cho tín hiệu ngõ ra, và khối giải mã hiển thị 8 led cùng với 8 led 7 đoạn kết nối theo phương pháp quét. Sự khác biệt của bài 5.17 so với bài 5.16 là có nút button 1 điều khiển mạch đếm. Nhấn lần 1 thì đếm lên. Như vậy nó có tác động đến ngõ vào Enable UD và Enable SS. Enable SS bằng 1 thì cho phép mạch đếm. Enable UD mà bằng 1 thì mạch đếm lên. Nhấn lần 2 thì ngừng. Thì khi đó nó sẽ làm cho Enable SS bằng 0. Mạch đếm sẽ ngừng. Nhấn lần 3 thì cho phép đếm xuống. Khi đó Enable SS trở lại mức 1. Còn Enable UD xuống mức 0 để chọn chế độ đếm xuống. Nhấn lần 4 thì ngừng. Khi đó Enable SS trở lại mức 0 để điều khiển mạch đếm này ngừng. Và nhấn lần 5 thì giống như lần thứ nhất. Ở bài 5.16 chúng ta có hai nút nhấn, một nút nhấn điều khiển Enable SS và một nút nhấn điều khiển Enable UD. Và mỗi một nút nhấn như vậy chúng ta cần thêm một mạch đếm 1 bit để tạo ra các tín hiệu Enable SS và Enable UD để điều khiển mạch đếm 3 số. Còn ở bài tập 5.17 này thì chỉ có một nút nhấn. Chính vì thế chúng ta phải dùng thêm một mạch đếm 2 bit từ nút nhấn. Ngõ ra của mạch đếm 2 bit này sẽ có 4 trạng thái và hai tín hiệu này sẽ được tách ra làm 2. Một tín hiệu điều khiển Enable SS, một tín hiệu điều khiển Enable UD để điều khiển mạch đếm 3 số. Như vậy, chức năng của các khối còn ta đã biết. Bây giờ chúng ta sẽ đi liên kết các khối còn này lại với nhau. Và đây là kết quả sơ đồ khối của bài tập 5.17. Sơ đồ khối này có một điểm mới, chính là khối đếm 2 bit tạo ra tín hiệu Enable SS, Enable UD. Các khối còn lại thì giống như bài 5.17. Như vậy, bước thứ nhất đã thực hiện xong. Bây giờ sang bước thứ hai, tiến hành phân tích. Sau khi thiết kế chương trình theo sơ đồ khối đã trình bày, phải tiến hành kiểm tra đánh giá trên kit FPGA. Để thuận tiện cho việc gắn chân kiểm tra đánh giá, thì ta tiến hành thiết kế thêm một cái khối bao phủ bên ngoài, được đặt tên là đếm 3 số SSUD, 4 tần số xóa vô nghĩa, hiển thị 7 đoạn 3 button, 4 trạng thái đếm. Có các tín hiệu vào là button 0 làm reset, button 1 sẽ điều khiển khối đếm 2 bit button tạo ra hai tín hiệu Enable SS và Enable UD để điều khiển mạch đếm 3 số. CK hệ thống sẽ cung cấp cho các khối ở bên trong. Button 2 sẽ làm tín hiệu điều khiển mạch đếm 2 bit để lựa chọn một trong 4 tần số và gắn giá trị hiển thị trên 2 LED 7 đoạn. Ngõ ra gồm có 7 segment và anode điều khiển module 8 LED 7 đoạn quét. Về nguyên lý hoạt động thì bài 5.17 này giống như bài 5.16, chỉ có sự khác biệt
là button 1 bây giờ tạo ra hai tín hiệu Enable SS và Enable UD để điều khiển khối đếm 3 số. Đó là cái mới và đã trình bày. Như vậy, bước thứ 2 đã thực hiện xong. Bây giờ sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình theo sơ đồ khối. Đây là phần khai báo entity của khối chính bên ngoài, gồm có các tín hiệu vào CK hệ thống, button 3 bit, led là ngõ ra 4 bit để biểu diễn các trạng thái. Anode và 7 segment đều là ngõ ra 8 bit. Phần kiến trúc khai báo các tín hiệu trung gian gồm có Enable DB, Enable 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 1kHz và tín hiệu Reset. Tín hiệu Button điều khiển Enable UD, Enable SS. Button tần số dùng để lựa chọn tần số. Các tín hiệu đơn vị chục trăm, 4 bit. Dấu chấm 8 led, Enable 8 led đều là 8 bit, Enable 2 bit. Đơn vị tần số chục tần số là 4 bit. Select 4 tần số 2 bit. Trạng thái điều khiển 2 bit. Begin, bắt đầu mô tả các lệnh của kiến trúc. Button 0 gán cho tín hiệu reset. Button 1 gán cho tín hiệu button điều khiển. Button 2 gán cho tín hiệu button lựa chọn tần số. Enable SS gán cho led 0. Enable UD gán cho led 1. Select 4 tần số thứ 0 gán cho led 2. Select 4 tần số thứ 1 gán cho led 3. Dấu chấm 8 led được gán bằng x00. Enable 8 led được gán bằng 11000 nối với Enable 2 bit và nối với 1. Trạng thái điều khiển thứ 0 sẽ nối với tín hiệu Enable SS và trạng thái điều khiển thứ 1 phủ định lại gán cho Enable UD. IC6 chính là khối đếm 2 bit button với tín hiệu ngõ vào CK hệ thống nối với CK hệ thống. Reset nối với reset. Ngõ vào button của mạch này nối với button điều khiển. Và ngõ ra quy nối với tín hiệu trung gian trạng thái điều khiển. IC7 cũng là khối đếm 2 bit button với CK hệ thống nối với CK hệ thống. Reset nối với reset. Button nối với button tần số. Và ngõ ra quy nối đến tín hiệu trung gian là select 4 tần số. IC7 chúng ta đã gặp ở bài 516. Còn IC6 này thì ta mới gặp ở bài 517 này, cho nên nó gọi là mới. IC1 là xóa số 0 vô nghĩa. IC2 hiển thị 4 tần số. IC3 là chimer enable. Các IC này đã gặp ở bài 516, không có gì thay đổi. Tương tự, IC4 là khối đếm 3 số SSUD đã gặp ở bài 516 và các bài trước đó. Cuối cùng là IC5, khối giải mã hiển thị 8 led cũng đã gặp ở các bài trước đó. Như vậy, toàn bộ chương trình của khối chính bên ngoài đã thực hiện xong. Tiếp theo là đi viết chương trình cho các khối còn. Nhưng các khối còn này đều đã viết. Trong đó khối đếm 2 bit button đã thiết kế ở bài 436 hoặc là bài 516 có sử dụng. Bạn tiến hành add 5 file của khối này vào. Tương tự cho các khối còn lại, chimer enable, đếm 3 số SSUD, xóa số 0 vô nghĩa, hiển thị 4 tần số và khối giải mã hiển thị 8 led đều đã viết ở các bài trước. Tiến hành add copy vào project này. Như vậy, toàn bộ chương trình ở bước thứ 3 đã thực hiện xong. Bây giờ sang bước thứ 4, tiến hành add file gắn chân, tổng hợp code và nạp file cấu hình vào chip FPGA. Đây là kết quả lập trình trên phần mềm ESE của bài 517 này. Bây giờ sang bước thứ 5, tiến hành quan sát kết quả trên kit FPGA. Đây là chip FPGA, 3 nút nhấn, module 8 led 7 đoạn, 3 led bên phải là hiển thị giá trị đếm, 2 led bên trái là hiển thị tần số chọn và 4 led báo hiệu trạng thái. Bây giờ mời các bạn quan sát.
Như vậy tôi đã thực hiện cái trạng thái điều khiển đang ngừng, nhấn lần thứ nhất thì đếm lên, nhấn lần thứ hai thì ngừng, nhấn lần thứ ba thì đếm xuống, nhấn lần thứ tư thì ngừng, rồi nhấn lại thì đếm lên trở lại. Như vậy, các yêu cầu của bài tập 5-17 đã được thực hiện đầy đủ. Các bạn xem, có vấn đề nào chưa rõ ở bài tập này thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài tập 5-17 này.